Bài học nhân quả, ấn phẩm Thừa Hoàng Pháp. Đời nay quyền cao chức trọng do nhân gì? Kiếp trước vàng dòng thết tượng Phật. Đời nay phương tiện đi lại đầy đủ do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp đường. Đời nay mặc quần áo sang trọng do nhân gì? Đời trước cúng dường y phục quý tăng ni. Đời nay giàu sang phú quý do nhân gì? Kiếp trước hoan hỷ bố thí giúp người nghèo do nhân gì? Ngày nay sống đời thiếu thốn. Kiếp trước keo kiệt không xả thí giúp người nghèo. Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Xưa đến chùa ăn cúng khí gạo. Giàu sang hạnh phúc do nhân gì? Xưa lập chùa ăn cất nhà mát. Thân tướng xinh đẹp do như gì? Đời trước dâng hoa cúng dường Phật. Đời nay thường học Phật tụng kinh ngồi thiền. Đời sau được thông minh trí tuệ. Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng mọi người. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tràm phan trang nghiêm Phật điện. Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước yêu thương và kính trọng người cô độc. Không cha mất mẹ do nhân gì? Kiếp trước là người đánh bẫy chim. Đời nay thường phóng sanh thả chim thú. Đời sau sống lâu và đông con cháu quyến thuộc. Nuôi con không được do nhân gì? Xưa sinh con rồi bỏ cho chết. Đời nay mạng yểu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Đời nay không vợ do nhân gì? Kiếp trước gian dâm với vợ người. Đời nay ở khóa do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đòi do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu tắt đèn Phật.
đời nay đuôi mù do nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh, môi miệng sức thiếu do nhân gì? Kiếp trước dùng miệng hôi thổi tắt đèn cúng Phật, đời nay câm điếc do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ, đời nay lưng gù do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật, tay chân bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước tạo nghiệp ác, ngăn đường đánh cướp người, đời nay thiếu nợ người không trả, kiếp sau làm thân nô lệ hoặc thú vật trâu ngựa, do nhân gì đoạn làm heo chó? Kiếp trước lừa gạt và hại người, đời nay nhiều bệnh phong điên rẻ lác do nhân gì? Xưa đem rượu thịt thức ăn bất tịnh bày cúng Phật, đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân, hằng bị la tù do nhân gì? Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người, đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột, bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước răng lưới giết hại loài động vật dưới nước, nổi trôi cơ khổ do nhân gì? Kiếp trước ác tâm lấn hiếp mưu hại người, đời nay lùn bé do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất, nay thường thổ huyết do nhân gì? Xưa dùng miệng bất tịnh đọc kinh, đời nay ngu điếc do nhân gì? Kiếp trước tụng kinh giảng pháp chẳng lắng nghe, thân có mùi hôi do nhân gì? Xưa bán hương thơm dối gạt người, hương trầm giả, đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đêm dây săn bẫy thú, do nhân gì suốt đời bị cô độc, bị chồng hoặc vợ bỏ? Xưa thường ganh ghét
đố kỵ với người. Sét đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non đong thiếu lòng gian xảo. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây oan tạo đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu, thọ nhận quả khổ oán trách ai? Nếu gieo nhân lành sẽ hưởng quả lành, như gieo nhân ác sẽ gặt quả ác. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa chả con cháu gần chả mình.